các cầu thủ của chúng tôi hiện đang thi đấu khá nhiều ở nước ngoài. Dù vậy, U23 Australia vẫn cố gắng tập trung sớm nhất có thể. Như các bạn đã biết, chúng tôi đã có mặt tại Trung Quốc từ ngày 2 tháng 1 và đã có một trận giao hữu với U23 Thái Lan vào ngày 6 tháng 1 vừa qua. Và trận đấu với U23 Syria ngày mai sẽ là lúc để các cầu thủ của chúng tôi thể hiện được mình. Chúng tôi đã triệu tập các cầu thủ tập luyện với nhau được gần 1 tháng. Tôi hoàn toàn tự tin với sức mạnh của U23 Hàn Quốc lúc này. Mục tiêu của U23 Hàn Quốc sẽ là chiếc cúp vô địch và trước mắt sẽ là một vé đi tiếp vào vòng sau. Ba đối thủ của Việt Nam đều rất mạnh và là những ứng cử viên nhập chức vô địch. Tuy nhiên, U23 Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu từng trận một. Chúng tôi muốn tạo lên một điều gì đó đặc biệt tại vòng chung kết U23 châu Á. U23 Việt Nam có 1 tháng để chuẩn bị cho vòng chung kết. Tuy nhiên, khi chúng tôi sang tới Trung Quốc đã gặp phải vấn đề về thời tiết và điều đó ảnh hưởng rất lớn tới buổi tập. Nhưng chúng tôi đã khắc phục được những khó khăn về thời tiết để có thể lực và kỹ thuật tốt nhất trước trận đấu gặp U23 Hàn Quốc.